Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin FK Mobi có được, thì tựa game bắn súng tọa độ Gun X Mobile sắp sửa được nhà phát hành Soi Game cho ra mắt làng game Việt trong thời gian tới. Gun X Mobile là tựa game bắn súng tọa độ đem đến hàng loạt các đấu trường quy mô để người chơi thỏa sức thể hiện tài thiên xạ của mình. Trò chơi sử dụng đồ họa 2D đơn giản với tạo hình nhân vật chibi và những biểu cảm trên khuôn mặt khi sử dụng kỹ năng cuối trông rất đáng yêu. Bên cạnh đó, phần nhạc nền và hiệu âm thanh của các loại vũ khí khá phong phú và đa dạng, nghe rất vui tai. Với mong muốn được tái hiện cách chơi bắn súng tọa độ đích thực, mọi thứ trong Gun X Mobile đều được xây dựng theo hướng truyền thống. Game thử sẽ căng lực, căng góc, căng gió, căng hướng, y hệt như trong các tựa game tiền bối ngày xưa, chứ không phải bắn theo cơ chế kéo và thả. Game còn mang đến hệ thống nhiều loại vũ khí đặc biệt, hỗ trợ cho các lối bắn khác nhau, cũng là cơ hội để người chơi phô diễn tài năng thị xạ của mình. Từ đó biến mỗi trận đấu thành những màn phô diễn trình độ tài năng để tìm ra người giỏi nhất. Ngoài ra hệ thống xếp hạng của game cũng vô cùng kịch tính, bạn sẽ được so tài và khẳng định đẳng cấp trước hàng trăm đối thủ khác nhau. Đặc biệt, Gun X Mobile Soi Game có một cửa hàng thời trang cực xịn với hệ thống trang phục vô cùng đa dạng để người chơi cả nam lẫn nữ tha hồ khoe sắc. Chưa hết, người chơi có thể kết hôn với người khác thông qua lễ đường, cùng nhau vượt ải đua top đôi, cùng đấu BB với nhau và giành chiến thắng. Nhìn chung, Gun X Mobile sẽ là một trò chơi dễ làm quen, đồ họa dễ thương, tính tương tác cao, nhiều tính năng thời trang cập nhật hợp thời cùng cộng đồng trẻ trung. Các điểm đặc sắc của game Gun X Mobile: đồ họa chibi đẹp mắt, với những nhân vật hoạt hình dễ thương làm tăng thêm sự hấp dẫn cho người chơi. Lối chơi kinh điển, với lối chơi được thiết kế như các game tiền bối ngày xưa, kéo lực, nâng góc, tính sức gió, sẽ không có những lượt may mắn mà tất cả mọi thứ đều nhờ vào kỹ năng của bạn. Nhiều loại vũ khí, với các công năng khác nhau, thử tài bản thân với nhiều loại vũ khí hạng nặng. Hệ thống xếp hạng khốc liệt, thi đấu với nhiều đối thủ khác, mọi người đều có xuất phát điểm là như nhau, vì thế hãy thể hiện tài năng thiện xạ của mình ở đây nhé. Tính tương tác cao, bạn có thể giao lưu kết bạn với nhiều người chơi trên khắp cả nước thông qua những lần giao đấu hay ở bản trò chuyện cộng đồng. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.